BT xin thân ái mến chào toàn thể quý khán giả của Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, chương trình Văn học nghệ thuật hải ngoại hôm nay cũng rất vui được trở lại cùng với quý khán giả. Trước hết thì xin mời anh Bằng gửi lời chào đến quý khán giả, thưa anh. Dạ, thưa kính chào cô. Dạ. Thưa chào quý vị khán giả. Dạ, thưa hôm nay. Dạ, thưa hôm nay thì thưa anh là chúng ta từ trước đến giờ chúng ta vẫn đang trong cái chương trình chúng ta nhớ về nhóm mà Tự Lực Văn Đoàn đó, thưa anh. Dạ. Thì chúng ta đã nói về Nhất Linh, đã nói về Khái Hưng nữa rồi. Nhưng mà thật sự ra chúng ta, cái chương trình chúng ta cũng có ít giờ quá. Do đó thì có nhiều quý khán giả cũng yêu cầu là chúng ta có thể lấy thêm giờ mà làm thêm những cái chương, nói về thêm những cái tác giả đó, thưa anh. Bởi vì dù sao chăng nữa là Tự Lực Văn Đoàn, cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn đó, họ phải nói là đã cho những hậu thế, nghĩa là như cái tuổi của Betty chẳng hạn. Dạ, Betty học những ngày xưa đó là học những cái áng văn rồi những bài thơ của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, thành ra là cái đó bây giờ nó rất quý lắm, mà chế độ bây giờ ở bên Việt Nam họ đâu có học đâu, phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Đó, thì thành ra là chúng ta nên nhớ lại và đem lại, khơi lại về nhóm Tự Lực Văn Đoàn thêm một thời gian nữa, thưa anh. Vậy thì em nghĩ là bây giờ anh có thể nói tiếp tục về cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn có những cái gì, những cái tác phẩm gì mà anh nghĩ là tiêu biểu nữa, thưa anh. Dạ, thưa giờ anh em chúng tôi cố gắng để tóm tắt, có thể là đi từng cái quyển trường một của cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Và thưa quý vị, cũng như thưa cô nó vừa mới nói, cái Tự Lực Văn Đoàn là nó sinh ra ở trong một cái hoàn cảnh mà rất là giao thời giữa cũ và mới. Đấy, cho nên những cái nhà trí thức, những người có học vừa ở, nhất là về đón gió về phương Tây đến, cho nên họ có những cái tư tưởng rất mới lạ. Nhưng mà giờ thưa quý vị, bao giờ cũng có hai mặt cả, cái huy chương nào cũng có mặt trái và mặt phải cả. Khi mà đón cái gió mới đến vào á, thì có những cái điểm hay, đem lại một cái sinh khí mới, làm một cuộc cách mạng mới cho dân tộc. Nhưng mà trong đó nếu như không có đi vào những cái nguồn gốc của gia đình ấy, nghĩa là có thể nói là dung hòa được những cái cũ và cái mới để làm một cái tư tưởng rất là lành mạnh, nghĩ đến cái nguồn gốc, cái tư tưởng của tiền nhân cũng như cái tư tưởng mới, để hai cái giao thoa và giao hòa với nhau để làm một cái tư tưởng mới, để mà đem lại một cái sinh khí tốt cho dân chúng. Cho nên cái chủ trương của Tự Lực Văn Đoàn á, dạ thưa, cùng có một cái nhóm người mà trong đó cái người chủ chốt á là Nhất Linh và Khải Hưng và Hoàng Đạo, là ba cái cuộc trụ ở trong đó. Thì hôm nay có lẽ thưa cô, chúng ta nói đến cái quyển truyện là tức như là Gánh Nặng Hoa, thì trong đó chúng cho hai tác giả vừa là Nhất Linh vừa là Khải Hưng. Thì giờ thưa, trong quyển truyện đó có 13 cái chương, và có lẽ mỗi chương như vậy thì có một trong hai tác giả sẽ viết vào đó. Nhưng mà giờ thưa, cái hành văn thì nó khác nhau, nhưng mà cái tư tưởng, cái mục đích thì cùng hướng về. Thành thử trong cái chuyện mà Gánh Nặng Hoa thì nói đến cái hai nhân vật, cái Minh, ông Ân Minh và cô Liên đó, hai cái người hàng xóm ở cạnh nhà nhau. Thì giờ thưa, lúc nhỏ thì hai cái người trẻ đi chơi chung với nhau, giờ cùng một cái hàng xóm, cùng một cái hàng rào như vậy, cái nhà cách nhau khoảng một hàng rào như vậy, thì hai người chơi chung với nhau rất là thân mật. Nhưng mà có lẽ là cái hoàn cảnh gia đình mỗi người một khác. Thì Minh thì gia đình giàu có hơn, cho nên Minh được đi học. Còn cô Liên thì cái nhà nghèo khổ hơn, cho nên cô sống với cái nghề gia truyền, tức là cha mẹ cô
có một sở vườn để trồng hoa, cho nên thường thường khi lớn lên thì cô làm cái nghề đi đi cái nghề buôn bán hàng hoa, cho nên gọi là cái gánh hàng hoa. Thì giờ thưa quý vị, cái lúc xưa thì thưa cái lúc nhỏ người ta cũng đã gắn hứa hôn với nhau. Thì khi đến 52 tuổi thì bên nhà của mình muốn là hứa hôn với là người con của cái nhà bên cạnh, tất nhiên là cô Liên đó, thì đem trao cầu để hứa hôn với nhau. Thì vẫn là còn nhỏ, vẫn là hứa hôn, nhưng mà giờ thưa giờ hai bên cũng hai người bạn cũng chơi với nhau rất là bình thường, họ cũng rất là hồn nhiên. Thì giờ khi mà lớn lên á, thì bên nhà của mình á, thì trong cái cha mẹ bị mất sớm vì có một cái dịch bệnh dịch hạch là lan truyền tại cái vùng đó, cho nên cha mẹ của mình qua đời, thì để lại mình cũng sống bơ vơ. Cho nên trong khi đó ở gia đình Liên đang còn bà mẹ, thì cũng bàn với nhau thôi, bây giờ đã hứa hôn với nhau rồi thì hai mẹ con để vừa qua để mà giúp đỡ cho mình trong khi mình ăn học. Thì hai bên ăn học với nhau, cũng hai bên với nhau ở với nhau thì cũng rất là hồn nhiên, và cũng là bạn bè chơi với nhau, họ không có những cái ý nghĩ gì cả vì mới là chỉ có giam hoại vậy thôi chứ chưa cưới. Nhưng mà đùng một cái thì để cha mẹ bà mẹ của Liên á, cũng là sắp có một bệnh nặng sắp qua đời, cho nên giờ trước khi qua đời á, thì bà muốn nhìn đứa con của mình để cho nó có nên đôi vợ chồng theo như những cái lời hứa với bên nhà su gia bên kia. Thì mẹ của mình xin để mà gàn hỏi để mà làm một cái lễ cưới. Thì cái lễ cưới rất là đơn giản, tuy nhiên là vì để cho bà vui vẻ trước khi bà qua đời đó. Thì dạ thưa cũng xin mời cô để mà đọc lại cái sao lại đọc lại cái bài mà trẻ trung kinh lắm để cưới đơn giản của cái người nhà nghèo. Dạ thưa mời cô. Dạ vâng, và bây giờ kính thưa quý khán giả theo dõi Bích Ti đọc cái đoạn văn với nhan đề là Đám cưới nhà nghèo. Nhà Minh và nhà Liên đôi bên chơi thân với nhau lắm. Theo phong tục thôn quê thì khi Minh 12 tuổi, cha mẹ Minh đem cau trầu sang dạm Liên cho Minh làm vợ. Mọi đứa trẻ khác khi đôi bên cha mẹ đã nhận lời nhau thì chúng thường bẽn lẽn, không dám đi lại vui chơi, nói chuyện với nhau nhiều nữa. Nhưng Minh với Liên thì không có như thế. Chúng vẫn thân thiết, thương yêu nhau như là hai anh em vậy. Vì thực ra chúng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cái ý nghĩa vợ chồng. Khi học tới năm thứ hai trường sư phạm thì cha mẹ Minh trong một thời kỳ có bệnh dịch hạch, cùng theo nhau mà chết. Liên mồ côi cha từ lúc lên ba nên được mẹ thương yêu hơn. Vì thế, nay thấy Minh lâm vào cảnh bơ vơ, đơn độc, tứ cố, vô thân, cả Liên và bà cụ đều ngậm ngùi thương xót, không quản ngại sang trông coi nhà đất hộ. Một hôm, Liên bàn với mẹ phạt quách cái dậu găng ngang đôi hai nhà để tiện việc trồng trọt, vườn tược cho cả hai bên. Thế là từ đó hai nhà thành một và Minh coi mẹ Liên như là mẹ của mình vậy. Cứ mỗi lần hồi tưởng lại ngày hôm ấy, Minh vẫn còn thấy cảm động, thấy lòng mình nao nao. Cách đây mấy tháng, bà cụ bỗng ốm nặng, biết rằng bệnh tình trầm trọng, khó lòng qua khỏi. Bà gọi cả hai người Liên và Minh đến bên giường và bảo rằng cả hai con mẹ coi như là con đẻ nên mẹ cũng cùng thương như nhau. Vậy mẹ muốn trông thấy hai con nên vợ nên chồng trước khi mẹ nhắm mắt. Minh và Liên chiều ý bà cụ, tuân theo ngay. Bà lại bàn rằng nhà đôi bên cùng nghèo, đừng có bày ra lễ hỏi lễ cưới chi cho nó rườm rà ra. Chỉ cần nộp cái lệ tiền treo như làng đã định và vào sổ giá thú là đủ rồi. Cái đám cưới mới giản dị
và cảm động biết bao. Bên giường người bệnh, hai vợ chồng cùng quỳ và cùng khóc. Vì thấy con gái đã thành gia thất và lại lấy được một người chữ nghĩa giỏi giang, sau này thế nào cũng làm nên. Bà cụ rất sung sướng quá nên đã lịm đi. Đêm hôm ấy bà qua đời. Dạ thưa, đó là Bích đọc cái một đoạn mà đám cưới nhà nghèo. Anh thấy đám cưới ngày xưa bên miền Bắc là như vậy đó. Nhiều khi mình không có tưởng tượng được, nhưng mà có những cái hoàn cảnh nó phải như vậy. Mà thường thường ở miền Bắc nó họ nghèo lắm anh. Em nghe bố mẹ em kể lại ngày xưa các cụ cũng ở miền quê đó. Có nhà nào giàu thì với có làm đồ cổ rồi mời cả làng. Chứ những nhà nghèo họ chỉ làm như vậy thôi. Nghĩa là thắp một cây nhang đứng trước bàn thờ tổ tiên với lại ông bà. Thế coi như là thành gia thất đó. Thưa anh thì hồi đó thời của bố mẹ em thì không biết hồi của anh, hôn nhân của anh như thế nào thưa anh? Anh có thể nói cho khán giả biết thưa, được không anh? Cảm ơn cô. Thưa quý vị, đôi khi cái tình yêu hay là cái tình vợ chồng á, đôi khi nó đi từ cái nghĩa đến cái tình. Thì giờ như cái trường hợp giờ cô Liên vậy là như trường hợp cô Liên với ông Minh là cũng từ cái nghĩa là giữa hai gia đình cần với nhau ấy, chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, và cũng cái nghĩa mà khi mà Minh cha mẹ Minh mất thì là Minh đang còn ăn học, cho nên bà mẹ cũng như Liên đi qua để mà giống như cách nuôi một cái chàng rể trong tương lai để cho ăn học. Thì đó là một cái tình đi từ cái nghĩa. Dạ, thưa cũng cảm ơn cô, chúng tôi cũng ở trong cái thế hệ thì cũng trước đó một chút. Nghĩa là trong cái thế hệ cùng cái, gần như cùng cái thế hệ đó, chúng tôi cũng là đi từ cái nghĩa cho đến cái tình. Thì có lẽ là chúng tôi không dám biết những cái chuyện của quý vị, nhưng mà để một chuyện thật của chúng tôi cũng luôn tiện đây, chúng tôi cũng xin kể ra thì cũng nhưng rất anh, là... Anh ơi, nhưng mà hồi đó thì anh với chị có quen nhau trước không ạ? Thưa cũng có, chúng tôi sống ở trong cái tổ chức của gia đình Phật tử, chúng tôi cũng có biết nhau. Thật ra thì cái lúc đó tôi đã ra đời rồi, đã đi dạy học rồi, thì bà mẹ tôi đau cái bệnh nặng, chắc là không qua đời, không sẽ qua đời, chúng tôi biết trước, cho nên chúng tôi trở về để mà sống với mẹ, săn sóc với mẹ trong một thời gian ngắn thôi. Thì giờ hôm đó, một cái em gia đình Phật tử và đi một nhóm đó, đi vào thăm bà. Thì cũng là đến thăm, cũng là an ủi bà hoặc là hỏi về sức khỏe thôi. Thì chúng tôi sau khi chúng tôi mời nước non uống xong rồi thì giờ tình cờ ấy bà bị ở trên giường bà bổ xuống. Thành ra ngã xuống dưới. Dạ thưa, ngã xuống dưới thì đáng lẽ là ví dụ chúng tôi cũng ra ngồi cạnh bên đó thôi. Thì khi đó thì tất cả anh em cũng để xin bà lên ở trên giường, và cũng là giống như trong cái nhóm đó thì có cái cô một chị trưởng trong gia đình Phật tử đó cũng là hỏi tôi ấy bây giờ cái ước nguyện của bà như thế nào. Thì thưa tôi cũng xin nói thật thôi, tôi bảo rằng tôi là một mình được con trai ấy trong gia đình, và bà ước ao để mà nhìn được một cái nàng dâu trước khi bà nhắm mắt. Thì có lẽ là cái tình cảm của một cái chị trưởng đó họ chân thật, thì cũng hẳn nói liền ấy, bà đạo như thế này em có thể làm được việc đó không. Thì đó là một cái việc để mà chúng tôi cái duyên nó rất hay đến với tôi, và chúng tôi cũng gặp câu nhau. Đó thì ai nói bà nói cái cô bà. Mà cái cô huynh trưởng đó nữ huynh trưởng đó thì bây giờ đó sau này là cô đó là vợ bà tôi. Xã đúng rồi. Nhưng mà cái câu hỏi đó là ai hỏi ạ? Câu hỏi đó thì cái cô huynh trưởng đó hỏi, đó là cái ước nguyện của bà như thế nào trước khi bà nhắm mắt. Thì thưa tôi cũng nói thiệt, tôi cũng nói thật là ước nguyện của bà muốn nhìn một cái nàng dâu trước khi bà nhắm mắt. Đó thế ra bà nhà tôi là tất nhiên cái cô huynh trưởng đó cô bảo rằng là em có thể làm được việc đó không. Thành tự nhiên một cái duyên đến với tôi. Tức là cô hình trưởng, cô tự nhiên cô nói ra như cô vậy. Cô là volunteer. Thì đó là một cái mà... cũng hay ha. Có một cái hy sinh. Cái câu nói đó thì có vẻ rất... Nếu như người ta mới nhìn qua thì nghe rất là táo bạo, rất là can đảm. Nhưng mà
vì cái tinh thần Nhưng như mà cái vậy. người người mà sắp mất đó, Dạ, người sắp mất họ rất là vui, mẹ tôi rất vui đến khi 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 mà đó. sắp mất thì là ai thấy cũng tự nhiên cái lòng thương cảm đó anh ạ. Mình làm được gì cho người chết á, anh thấy người sắp chết thì là mình làm, anh thấy không? Thành ra thưa, nói tóm lại, cái nhân duyên Thế hay cũng là hay. cái người ta gọi là cái hàng xóm hoặc là những cái người lân cận với mình là thường hay biết những cái tâm tình của mình, đưa hay biết những nguồn gốc của mình, cho nên thường hay gặp gỡ nhau trong cái trường hợp đó, rất là tốt. Bích tạm ngưng ở đây để chúng ta vào cái phòng quảng cáo. Xin kính mời quý vị đừng có rời máy. Xin cảm ơn.